Chiến dịch Tây Nguyên 1975, từ ngày mùng 4 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 4 năm 1975. Mật danh Chiến dịch 275 là chiến dịch mở đầu cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 do Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam phát động. Ngày mùng 10 tháng 3 năm 1975, Quân Giải phóng tiến công Buôn Ma Thuột, cánh nam của Quân đoàn 2 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tan vỡ. Các trận phản công ngày 11 và 13 tháng 3 của Việt Nam Cộng Hòa đều thất bại. Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Tổng tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu rút quân trên toàn địa bàn Tây Nguyên về giữ miền Duyên Hải Trung Bộ. Ba ngày sau đó, hầu như toàn bộ Quân đoàn 2 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị tiêu diệt và tan rã trong cuộc rút quân hỗn loạn trên đường số 7. Chiến dịch này đã tạo một lỗ hổng lớn trong tuyến phòng thủ quân sự của Việt Nam Cộng Hòa tại địa bàn quân khu 2, mở đầu những thất bại quân sự khó cứu vãn của Việt Nam Cộng Hòa, cùng với những sai lầm chiến lược trong phương án và điều quân, phối trí lại lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa. Chiến dịch này đã tạo nên những đột biến lớn trên chiến trường, mở đầu cho sự thất bại và tan rã toàn diện của Việt Nam Cộng Hòa chỉ trong 55 ngày mùa xuân 1975, chấm dứt chiến tranh Việt Nam, lập lại hòa bình, thống nhất Việt Nam sau 21 năm bị chia cắt, 1954-1975. Lực lượng quân sự các bên: Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên, mật danh 275, được tổ chức lại từ Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên B3. Ngày 5 tháng 2 năm 1975, Bộ Tư lệnh được thành lập, Trung tướng Hoàng Minh Thảo, Tư lệnh, Đại tá Đặng Vũ Hiệp, Chính ủy, Thiếu tướng Vũ Lăng, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến, và các Đại tá Phan Hàm, Nguyễn Năng, Nguyễn Lang làm Phó Tư lệnh, Đại tá Phí Triệu Hàm làm Phó Chính ủy, Đại tá Hồ Đệ làm Tham mưu trưởng Quân đoàn kiêm Sư trưởng Sư 10, sau làm Phó Tư lệnh Quân đoàn 3. Trực tiếp chiến đấu, bộ binh, các sư đoàn 2 Quảng Đà, 10 Đắc Tô, 316 Bông Lau, 320A Đồng Bằng, 968 Trường Sơn, các trung đoàn độc lập, 25, 271, 95A, 95B. Đặc công, trung đoàn 198 và 2 tiểu đoàn độc lập, 14, 27. Xe tăng xe thiết giáp, trung đoàn 273, pháo binh, các trung đoàn 40 và 675. Phòng không, các trung đoàn 232, 234, 593. Bảo đảm chiến đấu, công binh, các trung đoàn 7 và 575. Thông tin, trung đoàn 29. Vận tải, một trung đoàn ô tô. Tổng quân số là 65.141 người, trong đó có 44.900 người trực tiếp tham gia chiến đấu, có khoảng hơn 1.000 bộ đội địa phương, du kích và thanh niên xung phong tham gia. Khối chủ lực có quân số 43.020 người. Các đơn vị này được trang bị 57 xe tăng, 88 pháo lớn từ 105 đến 130 ly, hàng trăm khẩu pháo 85 ly và cối 120-160, 6 bộ khí tài tên lửa chống tăng B-72, 1.561 súng chống tăng B-40, B-41, hàng vạn súng bộ binh RPD, RPK, AK-47, K-63 và CKC, 343 súng phòng không các cỡ, 679 ô tô các loại. Các kho dự trữ hậu cần của Mặt trận Tây Nguyên bảo đảm cung cấp cho các đơn vị từ 2 đến 3 tháng trong điều kiện chiến đấu liên tục. Được bố trí như sau: Cụm Buôn Ma Thuột, Sư đoàn Bộ binh 316, Trung đoàn Bộ binh 95B, Trung đoàn Bộ binh 24, Thiếu tiểu đoàn, Tiểu đoàn Bộ binh 4, Trung đoàn 24, Trung đoàn Đặc công 198, Trung đoàn Xe tăng 273, Thiếu một tiểu đoàn, 2 Trung đoàn Pháo binh, Trung đoàn 40, Thiếu và 675, 2 Trung đoàn Công binh 7 và 575, Trung đoàn Thông tin 29. Cụm Đức Lập, Sư đoàn 10 Bộ binh, Thiếu Trung đoàn 24, Trung đoàn Bộ binh 271, Tiểu đoàn Đặc công 14, 1 Tiểu đoàn Pháo binh
thuộc Trung đoàn Pháo binh 40, 2 Tiểu đoàn Phòng không thuộc Trung đoàn Phòng không 234, khu vực đường 19 từ Bình Khê đi Pleibon, Sư đoàn 2, Trung đoàn 95A, Cụm Thuần Mẫn, đường 14, Sư đoàn Bộ binh 320A, binh chủng Hợp Thành, được bổ sung một trung đoàn của Sư đoàn 968. Cụm Pleiku, Kon Tum, Sư đoàn 968 thiếu, lực lượng vũ trang hai tỉnh đảm nhiệm. Khu vực đường 21, Trung đoàn Bộ binh 25. Thực hiện kế hoạch nghi binh và tấn công, những người đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên giúp đỡ làm đường kéo pháo, đặc biệt là phao tin nghi binh. Các đơn vị vũ trang địa phương tỉnh, huyện và dân quân du kích các buôn làng đã tham gia chiến đấu, phục kích lính Việt Nam Cộng Hòa trên đường rút chạy. Những vùng Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát ở Bắc Tây Nguyên đã nổ ra gần 200 cuộc biểu tình, thu hút hàng vạn người tham gia đấu tranh. Binh vận là một mũi giáp công quan trọng. Ở vùng dân tộc thiểu số, binh vận góp phần làm tan rã hệ thống chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa bằng các hình thức giải truyền đơn, viết thư tay cho thân nhân trong binh lính Việt Nam Cộng Hòa và công chức, nhân viên Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ riêng đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk đã làm giã ngũ 1.000 lính Việt Nam Cộng Hòa và 250 chính quyền cấp xã. Các địa phương khác như Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng làm tan rã hàng chục đơn vị vũ trang của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vùng Duyên Hải Trung Nam Trung Bộ, bộ binh, sư đoàn 22, 4 trung đoàn, 41, 42, 43 và 52, 45 tiểu đoàn bảo an, pháo binh, 5 tiểu đoàn với 146 khẩu các cỡ từ 105 đến 155 ly, xe tăng thiết giáp, 1 thiết đoàn và 8 chi đội, tổng cộng 117 xe. Không quân, 12 phi đoàn gồm 102 máy bay chiến đấu phản lực và cánh quạt, 164 trực thăng, 69 máy bay vận tải, trinh sát và huấn luyện. Hải quân, 2 hải đoàn tuần duyên, 2 giang đội trên sông. Chỉ huy cụm quân tại Duyên Hải miền Trung thuộc địa bàn quân khu 2 là chuẩn tướng Lê Văn Thân, phó tư lệnh phụ trách lãnh thổ. Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, tư lệnh vùng 2 hải quân, chỉ huy lực lượng hải quân. Các sĩ quan chỉ huy cấp dưới và các lực lượng có chuẩn tướng Phan Đình Niệm, tư lệnh sư đoàn 22, các tiểu khu quân sự cấp tỉnh do các đại tá tỉnh trưởng phụ trách gồm đại tá Lý Bá Phẩm, tỉnh trưởng Khánh Hòa, đại tá Trần Đình Vi, tỉnh trưởng Bình Định, đại tá Vũ Quốc Gia, tỉnh trưởng Phú Yên, đại tá Nguyễn Văn Tư, tỉnh trưởng Ninh Thuận, đại tá Ngô Tấn Nghĩa, tỉnh trưởng Bình Thuận. Vùng cao nguyên, bộ binh, sư đoàn 23, 3 trung đoàn, 44, 45 và 53. 7 liên đoàn biệt động quân 46, 21, 22, 23, 24, 25. Các đơn vị này có quân số tương đương 10 trung đoàn, 36 tiểu đoàn bảo an, pháo binh, 8 tiểu đoàn với 230 khẩu các cỡ từ 105 đến 175 ly, xe tăng thiết giáp, 4 thiết đoàn với 371 xe, không quân, 1 phi đoàn chiến đấu 32 chiếc, 2 phi đoàn trực thăng 86 chiếc, 1 phi đoàn vận tải, trinh sát và huấn luyện 32 chiếc. Bộ Tư lệnh Tiếp vận Quân khu 2, Quân đoàn 2 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có các kho dự trữ đủ khả năng cung cấp cho quân đoàn chiến đấu ác liệt trong 2 tháng. Việt Nam Cộng Hòa bố trí các lực lượng này theo thế nặng đầu nhẹ đuôi, Trung đoàn 44, Sư đoàn 23 và 3 thiết đoàn xe tăng, 5 tiểu đoàn pháo, 5 liên đoàn biệt động quân, 6, 22, 23, 24 và 25, đóng quanh khu vực Kon Tum Pleiku và chốt giữ đường 19 đi An Khê, Bình Định. 4 phi đoàn không quân đóng tại sân bay Cù Hanh, Trung đoàn 45, Sư đoàn 23 và 1 chi đoàn thiết giáp thuộc thiết đoàn 8 giữ Quảng Đức, liên đoàn 4 biệt động quân và 1 tiểu đoàn pháo binh giữ Thanh An, Đồn Tầm. Tại Buôn Ma Thuột chỉ có Trung đoàn 53, Liên đoàn 21 biệt động quân, Trung đoàn pháo binh 232, Thiết đoàn 8 thiếu và 1 chi đội thiết giáp, 3 liên đoàn bảo an, hậu cứ Trung đoàn 45, khu B50.
các đơn vị hậu cứ và bộ chỉ huy nhẹ của sư đoàn 23. Tổng quân số là 8.350 người, trong đó có 5.920 quân đóng tại căn cứ trong thị xã, 2.430 quân đóng tại các cứ điểm ngoại vi thị xã. Lực lượng này được trang bị 19 pháo 105, 4 pháo 155, 16 xe tăng M41 và M48, 50 xe bọc thép M113. Phi đội trinh sát có 6 máy bay trinh sát L-19 và trực thăng UH-1 tại sân bay Hòa Bình, Phụng Dực. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, chỉ huy các lực lượng quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa, các chỉ huy tại cụm quân cao nguyên có chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, phó tư lệnh phụ trách hành quân, chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, tư lệnh sư đoàn 6 không quân, chuẩn tướng Lê Trung Tường, tư lệnh sư đoàn 23, đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn, đại tá Phạm Duy Tất, chỉ huy biệt động quân, đại tá Vũ Thế Quang, phó tư lệnh sư đoàn 23, các tiểu khu quân sự tỉnh do các đại tá tỉnh trưởng nắm giữ, gồm đại tá Phạm Văn Nghìn, tỉnh trưởng Quảng Đức, đại tá Nguyễn Trọng Luật, tỉnh trưởng Đắk Lắk và tỉnh trưởng các tỉnh Kon Tum, Pleiku, Phú Bổn, Tuyên Đức. Trên toàn mặt trận Tây Nguyên, so sánh lực lượng hai bên, bộ binh quân giải phóng ít hơn một chút và kém hơn đáng kể về hỏa lực hạng nặng, xe tăng, thiết giáp, pháo cỡ lớn và máy bay. Bị mắc bẫy nghi binh, khi quân giải phóng tập trung chủ lực tại cánh Nam thì phần lớn quân Việt Nam Cộng Hòa lại kéo về phòng thủ cánh Bắc, nên tại điểm quyết chiến Buôn Ma Thuột vào giờ khai hỏa, ưu thế của quân giải phóng miền Nam Việt Nam so với quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại đây có tỷ lệ áp đảo. Bộ binh là 5-1, thiết giáp 2-1, pháo lớn 2-1. Ưu thế này bảo đảm cho quân giải phóng khả năng nhanh chóng dứt điểm do quân Việt Nam Cộng Hòa không có khả năng cầm cự lâu dài chờ quân phản kích ứng cứu. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo Ý đồ chiến lược, chiến thuật quân sự của các bên. Ý đồ chiến lược, chiến thuật quân sự của hai bên. Phía quân giải phóng, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên họp mở rộng, bàn phương án tác chiến, đánh giá tình hình quân Việt Nam Cộng Hòa trên địa bàn, thống nhất nhận định. Đối phương có thể huy động cao nhất từ 5 đến 7 đơn vị cấp trung đoàn để phản kích. Nếu không phải đối phó trên nhiều hướng, đối phương có thể huy động lực lượng dự bị chiến lược và từ các quân khu khác khoảng từ 9 đến 12 trung đoàn. Do phải cơ động bằng đường bộ và nếu phải đối phó trên nhiều hướng tấn công, các đơn vị phản kích của đối phương nếu có sẽ chỉ có thể đến chiến trường từ 3 đến 4 trung đoàn một lượt. Nếu đối phương cơ động đường không thì với lực lượng máy bay và bãi đáp sân bay hiện có, mỗi ngày có thể đưa được một trung đoàn vào trận. Đối phương có thể huy động chi viện từ 1 đến 2 thiết đoàn, sử dụng từ 3 đến 5 tiểu đoàn pháo lớn cho hướng chủ yếu và chi viện không quân khoảng 80 lần chiếc một ngày. Hội nghị cũng dự kiến tình huống xấu không quân Hoa Kỳ có thể tham chiến trở lại với cường suất là 100 đến 120 lần chiếc một ngày. Từ đó, hội nghị vạch ra 5 vấn đề lớn về tác chiến. 1. Hướng và khu vực tác chiến chủ yếu là thị xã Buôn Ma Thuột, Đức Lập. Mục tiêu quyết định là thị xã Buôn Ma Thuột. 2. Hướng và mục tiêu quan trọng là khu vực cấm ga Thuần Mẫn, cắt đứt đường 14, chia cắt các lực lượng đối phương ở Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên, ngăn chặn cánh quân ở Kon Tum, Pleiku xuống ứng cứu. 3. Hướng phát triển chiến dịch đến Phú Bổn và Quảng Đức, chủ yếu là Phú Bổn, gồm cả thị xã Treo Reo. 4. Hướng bao vây chia cắt chiến dịch là cắt đứt đường 19 trên tuyến Pleiku, An Khê, Đông Bình Khê, cắt đứt đường 21 ở phía Đông và Tây Chư Cúc, chặn cánh quân đồng bằng Duyên Hải từ Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa lên ứng cứu cho Tây Nguyên, đồng thời ngăn chặn cánh quân ở Tây Nguyên rút về đồng bằng ven biển. 5. Hướng nghi binh chiến dịch là Pleiku và Kon Tum. Các đơn vị ở lại trên hướng này phải tạo thế chuẩn bị tiến công, kiềm chế, giam chân khối chủ lực của quân đoàn 2 tại khu vực Pleiku, Kon Tum. Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên
đưa ra hai phương án tác chiến. Phương án thứ nhất, tấn công khi đối phương chưa điều toàn bộ sư đoàn 23 và các đơn vị tăng cường khác về phòng thủ Buôn Ma Thuột. Đây là phương án lý tưởng nhất, bảo đảm thắng nhanh nhất, ít gây thiệt hại cho các mục tiêu dân sự trong thị xã. Điều này phụ thuộc vào hiệu quả thực hiện nghi binh chiến lược trên hướng Pleiku, Kon Tum, bảo đảm giam chân 4 trung đoàn bộ binh, 3 thiết đoàn xe tăng thiết giáp và 5 liên đoàn biệt động quân tại đó. Phương án 2. Tấn công khi đối phương đã tăng cường phòng thủ thị xã Buôn Ma Thuột. Phương án này phải đánh chắc tiến chắc. Cuộc chiến sẽ giằng co ác liệt. Bộ Tư lệnh Chiến dịch yêu cầu chuẩn bị tấn công theo phương án 2, đồng thời thực hiện nghi binh và nhanh chóng chuyển sang phương án 1 khi điều kiện thời cơ xuất hiện. Do tập trung phần lớn lực lượng mạnh nhất của quân khu 1 phía bắc đèo Hải Vân và quân khu 3 quanh Sài Gòn, quân khu 2 Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có địa bàn trọng điểm Tây Nguyên, chính là điểm yếu nhất trên toàn bộ tuyến phòng thủ do chỉ có một quân đoàn đóng giữ. Quân đoàn này lại phải bổ đôi lực lượng cho hai khu vực đồng bằng và cao nguyên. Giao thông không thuận tiện, dễ bị chia cắt. Điểm yếu này lại càng yếu hơn khi các lực lượng mạnh nhất tập trung ở cánh Bắc, xung quanh Pleiku, Kon Tum và gần như để ngỏ cánh Nam với Buôn Ma Thuột là trọng yếu. Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên cho rằng khi mất Tây Nguyên, Việt Nam Cộng Hòa sẽ khó tổ chức phản công tái chiếm vì sẽ phải điều từ 5 tới 6 sư đoàn đến chiến trường. Như thế sẽ không đủ lực lượng để bảo vệ quân khu 3, biệt khu thủ đô và quân khu 1 sát miền Bắc nếu các quân khu này cũng đồng thời bị tấn công. Phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 18 tháng 2 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu triệu tập phiên họp các tướng lĩnh tại Dinh Độc Lập để soát xét việc thực thi kế hoạch quân sự Lý Thường Kiệt 1975 đã được Hội đồng An ninh Quốc gia phê chuẩn hồi tháng 12 năm 1974. Trong bản báo cáo ước lượng tình báo do Đại tá Hoàng Ngọc Lung, trưởng phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu, có một số điểm đáng chú ý. Lực lượng tổng chủ bị của Bắc Việt gồm 7 sư đoàn vẫn đóng tại vùng Cán Song phía Bắc quân khu 1, nhưng các sư đoàn 312, 316 và 341 đang có hiện tượng chuẩn bị di chuyển. Nhiều dấu hiệu cho thấy đối phương có thể phát động tấn công xuân hè 1975 trong một ngày gần đây. Mấu chốt của cuộc tấn kích này vẫn là phá Bình Định, giành đất, giành dân. Quân khu 2 sẽ là hướng trọng điểm. Quân khu 1 và 3 là hướng phối hợp. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2 trở về Pleiku, triệu tập hội nghị chỉ huy trưởng các đơn vị và các tiểu khu quân sự dưới quyền bàn cách đối phó. Thế bố trí nặng đầu nhẹ đuôi như hiện có, theo tướng Phú là phù hợp. Vì Đại tá Trịnh Tiếu, trưởng phòng 2 Bộ Tham mưu quân đoàn cho biết, thám báo mặt đất, thám báo điện đài và trinh sát đường không đã phát hiện sư đoàn 968 của đối phương mới từ Lào về nhưng chưa biết sẽ di chuyển đến đâu. Tại khu vực Pleiku, Kon Tum, hai sư đoàn 10 và 320 đối phương có hai trung đoàn 271, 201 bố trí sát Quảng Đức, chỉ có trung đoàn 205 bố trí ở Tây Bắc Buôn Hồ, Bắc Buôn Mê Thuột. Đại tá Tiếu phán đoán, nếu đánh lớn, đối phương sẽ lấy Pleiku, Kon Tum làm điểm, những vùng còn lại chỉ là diện. Nếu đánh vừa, họ có thể sẽ chiếm nốt Quảng Đức để nối liền với Phước Long và mở thông hành lang Đông Trường Sơn, chuẩn bị cho năm sau tổng công kích. Khi đó, điểm quyết định là Đông Nam Bộ. Ngoài Đại tá Phạm Văn Nghìn, tiểu khu trưởng tỉnh Quảng Đức, xin thêm 1.000 quân tăng phái, không sĩ quan cao cấp nào của quân đoàn 2 có ý kiến đánh giá khác. Tướng Phạm Văn Phú kết luận, tập trung sưu tra sự di chuyển của sư đoàn 10 và 320 Bắc Việt. Hai sư đoàn này ở đâu thì ở đó sẽ có đánh lớn. Sư đoàn 968 chuyên bảo vệ hậu cứ, ít kinh nghiệm sơn chiến nên không đáng ngại, có thể dùng không quân ngăn chặn được. Khu vực Pleiku, Kon Tum phải tăng cường bố phòng sục sạo từ xa để sớm phát hiện đối phương, nới rộng tuyến phòng thủ ra ngoài để giảm sức tiến công của đối phương khi đánh sâu vào các cụm phòng ngự trong thị xã.
chấp thuận đề nghị của đại tá Nghìn tăng phái cho Quảng Đức trung đoàn 53. Buôn Mê Thuột có thể bị tấn kích nhưng chỉ là diện, chưa cần tăng thêm lực lượng. Các tiểu khu, đơn vị thực thi ngay kế hoạch giải tỏa các đường giao thông khi bị đối phương cắt đứt. Đến đây, quân Việt Nam Cộng Hòa đã hoàn toàn rơi vào thế trận nghi binh của quân giải phóng. Sáng ngày 2 tháng 3, trưởng chi nhánh CIA tại quân khu 2, Howard Archer, từ Nha Trang lên Buôn Ma Thuột, thông báo cho đại tá Nguyễn Trọng Luật tin tức tình báo về việc quân giải phóng chuẩn bị tấn công Buôn Ma Thuột, nhưng không thể tìm hiểu rõ hơn về lực lượng của họ. Tướng Phú lập tức rút lại quyết định điều trung đoàn 53 lên Quảng Đức và gửi nó đến Buôn Hồ, đồng thời lệnh rút trung đoàn 45 từ Thuần Mẫn, Cấm Ga về Thanh An, Đồn Tầm. Ngoài những cuộc hành quân có tính chất địa phương kể trên, binh lực Việt Nam Cộng Hòa tại Tây Nguyên không có thay đổi lớn, vẫn giữ nguyên phương án phòng thủ diện địa. Đây chính là điểm yếu khiến Việt Nam Cộng Hòa mất đi sức mạnh sở trường là tính cơ động do các phương tiện chuyển quân hiện đại, cơ giới và trực thăng mang lại. Do những phán đoán sai lầm từ cơ quan tình báo CIA tại Sài Gòn về việc Cộng sản có ý định bao vây và cắt đứt các đường giao thông, nên tại Buôn Ma Thuột, Việt Nam Cộng Hòa không có phương án phòng thủ Buôn Ma Thuột trong trường hợp thị xã trở thành chiến trường trọng điểm. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo Diễn biến chiến dịch nghi binh tạo thế và cải thế giữa tháng 2 trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mão. Một binh sĩ quân giải phóng đào ngũ đã khai với phòng 2, Bộ Tham mưu quân đoàn 2 về việc quân giải phóng điều động sư đoàn 10 đánh Đức Lập, căn cứ núi lửa. Sư đoàn 320 đã đến Ea Hờ Leo, chuẩn bị đánh Thuần Mẫn, Cẩm Ga. Một lực lượng khác sẽ tấn công Buôn Ma Thuột. Đúng vào ngày diễn ra cuộc họp các sĩ quan chỉ huy thuộc quân khu 2, một cuộc pháo kích lớn của quân giải phóng chụp xuống Pleiku đã khiến cho tướng Phú tin rằng đây là kế trá hàng lừa địch của đối phương. Dù vậy, ông ta cũng định điều sư đoàn 23 về Buôn Ma Thuột, nhưng các chi nhánh CIA tại quân khu 2 và phòng 2 Bộ Tổng Tham mưu đều khẳng định sư đoàn 10 và sư đoàn 320 của đối phương vẫn ở nguyên chỗ cũ. Trên bản đồ tình báo của Phủ Đặc ủy Tình báo Việt Nam Cộng Hòa, của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn và Sở Chỉ huy Quân đoàn 2 đều cho thấy một cụm quân rất lớn gồm 2 sư đoàn đến 3 sư đoàn có trang bị mạnh của quân giải phóng đang chiếm lĩnh vị trí quanh Kon Tum và cả Pleiku, cách đó hơn 20 km. Thực ra, các hoạt động nghi binh của quân giải phóng đã bắt đầu từ tháng 12 năm 1974, khi trận Phước Long chuẩn bị mở màn. Trung đoàn 7 công binh 559 mở thông đường 220 nối đường 14 ở Bắc Võ Định với đường 19 gần đèo Mang Giang sau khi vòng qua đông bắc thị xã Kon Tum. Hai trận địa pháo binh 130 ly giả được triển khai phía bắc Kon Tum. Thực ra chỉ có súng cối 120 ly, một số xe tăng cũ, xe xích, kéo pháo, xe vận tải được tổ chức cơ động liên tục suốt ngày đêm quanh phòng tuyến. Hai bến phà gỗ được triển khai tại cầu Diên Bình và sông Đắc La. Sư đoàn 10 để lại một lực lượng nhỏ liên tục dùng súng cối bắn phá thị xã Kon Tum và đào nhiều hầm hào trong tuyến phòng ngự. Sư đoàn 320 cũng để lại một bộ phận lực lượng hoạt động ở đường 19 phía tây Pleiku cùng súng cối bắn phá các căn cứ La Sơn, Thanh An, Đồn Tầm. Trung đoàn 95 hoạt động mạnh ở đường 19 Đông, chặn đánh các đoàn xe quân sự và tập kích một số chốt của quân Việt Nam Cộng Hòa. Trung đoàn đặc công 198 để lại 2 trung đội tập kích kho xăng Pleiku. Khi lực lượng chủ lực của các sư đoàn 10, 320 và các trung đoàn 40, 234, 273, 675 di chuyển về quanh Buôn Ma Thuột, hệ thống điện đài của các đơn vị này vẫn giữ nguyên vị trí và liên tục phát đi các bức điện giả, báo cáo giả
mệnh lệnh giả với tần suất ngày càng cao. Sư đoàn 968 thiếu từ Lào về lần lượt thay thế các đơn vị này và vẫn sử dụng hệ thống liên lạc vô tuyến điện đã có tại địa bàn. Sở chỉ huy mặt trận Tây Nguyên cũng để lại và duy trì hoạt động của các bộ máy điện đài 15W, loại dùng cho sở chỉ huy sư đoàn trở lên. Tại Cơ Leng, Bắc Võ Định, điểm cao 518 bên đường 19 Đông, lực lượng an ninh giải phóng Pleiku và Kon Tum còn cho người vào tìm người thân trong khu vực do Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát. Phao tin quân giải phóng sắp đánh lớn vào Kon Tum và Pleiku. Dân chúng trong các vùng do mặt trận kiểm soát ở các khu vực Đông, Bắc và Tây Pleiku, Kon Tum làm nhiều cờ hoa biểu ngữ với nội dung chào mừng Pleiku và Kon Tum được giải phóng. Khi Trung đoàn 45, Sư đoàn 23 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức các cuộc hành quân lùng sục xung quanh khu vực Buôn Ma Thuột, Thuần Mẫn và Đức Lập, Sư đoàn 320A lùi về phía Tây tránh giao chiến, không bộc lộ lực lượng. Hà Nội đã tung ra đơn vị dự trữ chiến thuật mạnh, Sư đoàn 316, bố trí phía sau Sư đoàn 320A, được lệnh không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào. Các hành động nghi binh của quân giải phóng đã dẫn đến những thông tin trái ngược trong các báo cáo tình báo của CIA, Phủ Đặc ủy Tình báo, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Bộ Tham mưu và Cơ quan Tình báo Quân đoàn 2 Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 18 tháng 2 năm 1975, Tư lệnh Quân đoàn 2, Thiếu tướng Phạm Văn Phú đã có một quyết định sai lầm, giữ Sư đoàn 23 thiếu ở lại khu vực Pleiku, Kon Tum, mặc dù chỉ trước đó một ngày đã phê chuẩn kế hoạch chuyển sư đoàn này về Buôn Ma Thuột. Cho đến cuối tháng 2, CIA tại Sài Gòn vẫn chưa biết gì về việc tập trung quân của quân giải phóng tại đây và vẫn phán đoán rằng mục tiêu tấn công chủ yếu vẫn là Pleiku và Kon Tum. 4 giờ sáng ngày 10 tháng 3, khi xe tăng quân giải phóng đã tiến vào Buôn Ma Thuột, tướng Phú được cấp dưới đánh thức và báo cáo Buôn Ma Thuột là mục tiêu chính, nhưng đã quá muộn. Tạo thế và cài thế. Chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 3 với trận đánh của Trung đoàn 95A diệt căn cứ Aun do một tiểu đoàn bảo an chốt giữ. Một số điểm chốt giao thông nhỏ trên 20 km đường 19 từ ngã ba Playbon đến ấp Phú Yên, Tây An Khê. Cũng thời gian này, Trung đoàn 9 Sư đoàn 320A cắt đường 14 ở Ia Hơ Leo, Bắc Cầm Ga. Ngày 4 tháng 3, Sư đoàn 3 Sao Vàng thiếu của quân khu 5 tấn công 11 chốt do hai đại đội bảo an đóng giữ, chiếm đoạn đường 19 từ đèo Thượng An đến cầu số 13 ở Đông An Khê. Đêm mùng 4 dạng ngày mùng 5 tháng 3, Trung đoàn 25 quân giải phóng tổ chức trận phục kích một đoàn xe vận tải của Việt Nam Cộng Hòa tại Chư Cúc, cắt đường số 21 ở Tây Khánh Dương, Đông Buôn Mơ Thuột. Tướng Phú một mặt xin viện binh để khôi phục tình hình trên đường 19, phía Đông Pleiku, mặt khác rút Trung đoàn 45 từ Thuần Mẫn, căn cứ Cẩm Khê, lui về giữ đường 14 tại Thanh An, phía Nam Pleiku. Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chấp nhận tăng viện Liên đoàn 4 biệt động quân lên Pleiku bằng đường không. Tướng Phú tăng phái đơn vị này cho Thiết đoàn 2 do Đại tá Nguyễn Văn Đồng chỉ huy chấn giữ phía đông Pleiku, tổ chức tấn công nhổ các chốt của Trung đoàn 95A, quân giải phóng, trên đường 19, không thành công. Trung đoàn 53 do Đại tá Vũ Thế Quang, Phó Tư lệnh Sư đoàn 23 chỉ huy, tăng phái cho Quảng Đức, cũng được tướng Phú điều về phòng thủ thị xã Buôn Ma Thuột. Ngày 8 tháng 3, Tây Nguyên đã bị cô lập với đồng bằng ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ về đường bộ, trừ đường 7 rất xấu đã lâu không sử dụng. Thế trận ở Tây Nguyên đã được thiết lập. Ngày 5 tháng 3, Đại tá Quang chỉ huy một tiểu đoàn của Trung đoàn 53 cùng với 14 xe hành quân về Buôn Ma Thuột, bị Trung đoàn 9 Sư đoàn 320
phục kích tại Thuần Mẫn, 8 xe bị bắn cháy, 2 pháo 105 ly bị đối phương chiếm được, 7 xe còn lại phải quay đầu chạy về Pleiku. Đại tá Quang phải về Buôn Ma Thuột bằng trực thăng. Ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320A quân giải phóng được 5 khẩu đội pháo binh, 2 pháo 105, 3 pháo 85 ly, yểm trợ, tấn công, đánh chiếm Chư Sê và Thuần Mẫn. Căn cứ Cẩm Ga, loại khỏi vòng chiến đấu một tiểu đoàn bảo an Việt Nam Cộng Hòa, bắt 121 tù binh, cô lập Buôn Ma Thuột với Bắc Tây Nguyên. Tướng Phú điều liên đoàn 21 biệt động quân từ Kon Tum đến Buôn Hồ bằng trực thăng vận, phối hợp với Trung đoàn 53 lấy lại căn cứ Cẩm Ga trong ngày mùng 9 tháng 3. Trong khi liên đoàn 21 và Trung đoàn 53 chưa lấy lại được Cẩm Ga, thì đêm mùng 8 dạng ngày mùng 9 tháng 3, Sư đoàn 10 quân giải phóng thiếu tấn công cụm cứ điểm Đức Lập. Cụm cứ điểm Đức Lập gồm căn cứ Núi Lửa và căn cứ liên đoàn 23 biệt động quân, do một đại đội trinh sát, một chi đội xe tăng, 14 khẩu pháo, một tiểu đoàn và hai đại đội bảo an, 18 trung đội dân vệ, một trung đội cảnh sát, tổng quân số là 2.400 người. Ngày mùng 10 tháng 3, quân giải phóng chiếm giữ hoàn toàn các cứ điểm này. 11 giờ trưa ngày mùng 9 tháng 3, Thiếu tướng Phạm Văn Phú từ Nha Trang bay lên sân bay Buôn Ma Thuột, triệu tập cuộc họp với chuẩn tướng Lê Trung Tường, đại tá Vũ Thế Quang và đại tá Nguyễn Trọng Luật để đánh giá tình hình. Theo tướng Phú, tình hình Đức Lập quá xấu, không còn khả năng cứu vãn nên không tăng thêm viện binh, rút liên đoàn 21 biệt động quân từ Buôn Hồ về bảo vệ phía bắc thị xã. Tiểu đoàn 2, trung đoàn 53 phải cố giữ ngã ba Đắc Sắc, chờ thời cơ phản kích lấy lại Đức Lập. Tăng viện một chi đoàn thiết giáp cho thị xã, rút hai tiểu đoàn bảo an ở Bản Đôn về phòng thủ ngoại vi thị xã. Đại tá Vũ Thế Quang được bổ nhiệm làm tư lệnh các lực lượng phòng thủ Buôn Ma Thuột. Tướng Phú vẫn tin rằng Cộng sản đánh Quảng Đức, uy hiếp Buôn Ma Thuột là nghi binh. Vài ngày tới, họ sẽ tập trung tấn kích mạnh vào Pleiku, Kon Tum. 6 giờ chiều ngày 9 tháng 3, tướng Phú đến Pleiku và ra lệnh cấm trại 100%. Ngay cả đến khi Buôn Ma Thuột bị tấn công, tướng Phú và cả bộ tư lệnh quân đoàn 2 cũng chưa biết rằng cuộc tấn công này thực hiện chủ yếu bởi sư đoàn 316 đã bí mật hành quân xuống Nam Tây Nguyên, theo sau sư đoàn 320A, dùng sư đoàn 320A làm bình phong che giấu sự có mặt của mình. Lợi dụng việc các đơn vị chủ lực của Việt Nam Cộng Hòa tại Buôn Ma Thuột tập trung giải tỏa đường 14 trên hướng Thuần Mẫn, Buôn Hồ, các trung đoàn công binh 7 và 575 quân giải phóng đã mở thông các đường 50B, 50C, 50G, 51, 57B, 57C, bảo đảm cho xe pháo các loại có thể kéo thẳng vào Buôn Ma Thuột. Riêng đường 20C ở Tây Nam Buôn Ma Thuột nằm trên hướng đột kích của Trung đoàn xe tăng 273 được mở một cách rất độc đáo. Các cây lớn chỉ được cưa 3/4 bán kính thân cây gần gốc. Khi xe tăng xuất kích, có thể húc đổ cây tự mở đường trong hành tiến. Điều này khiến trinh sát đường không Việt Nam Cộng Hòa không phát hiện được sự có mặt của Trung đoàn xe tăng 273 tại đây. Việc chỉ huy tác chiến được thực hiện hoàn toàn bằng thông tin hữu tuyến đã vô hiệu hóa các hoạt động trinh sát điện đài của Việt Nam Cộng Hòa. Các đơn vị chủ lực của Việt Nam Cộng Hòa tại quân khu 2 bị căng kéo ra nhiều hướng và chôn chân tại các cứ điểm phòng thủ, giảm thiểu khả năng cơ động ứng cứu cho nhau. Thế trận xung quanh Buôn Ma Thuột đã được cài đặt. Mời quý vị và các bạn theo dõi tập tiếp theo Trận Buôn Ma Thuột, cuộc chiến trong thị xã. Buôn Ma Thuột nằm ở giữa ngã ba của hai con đường chiến lược 14 và 21, là chốt giữ giao thông của Nam Tây Nguyên. Từ Buôn Ma Thuột dễ dàng đi lên các tỉnh phía Bắc và đi xuống Đông Nam Bộ, Sài Gòn bằng cả đường không và đường bộ. Vì tầm quan trọng đó nên Buôn Ma Thuột có các căn cứ, sân bay, kho đạn hậu phương của các đơn vị chủ lực của quân khu 2.
quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa với các đơn vị tinh nhuệ, một trung đoàn bộ binh, trung đoàn 232 pháo binh và hai tiểu đoàn pháo binh, trung đoàn 8 thiết giáp cùng với lực lượng bảo an, cảnh sát, mật vụ, với tổng số quân hơn 8.000 lính. Do chỉ lo đối phó với phía Bắc, lực lượng bảo vệ Buôn Ma Thuột tuy đông nhưng khả năng chiến đấu khá thấp, lơi lỏng phòng bị. 2 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 1975, dưới sự yểm hộ của hỏa tiễn tầm ngắn DKB và H-12, cuộc tiến công của quân giải phóng vào Buôn Ma Thuột bắt đầu. Trung đoàn 198 đặc công đột kích sâu vào các mục tiêu sân bay Hòa Bình, khu kho Mai Hắc Đế, khu hậu cứ của Trung đoàn 53 Việt Nam Cộng Hòa. Theo lời kể của Thiếu tá Phạm Huấn, trợ lý báo chí của tướng Phạm Văn Phú, trận pháo kích gây kinh hoàng cho cả hai chỉ huy quân Việt Nam Cộng Hòa tại Buôn Ma Thuột là Đại tá Nguyễn Trọng Luật, tỉnh trưởng Đắk Lắk và Đại tá Vũ Thế Quang, Sư đoàn Phó Sư đoàn 23. Mặc dù tại thời điểm đó, Đại tá Quang vẫn nhận định rằng Cộng quân chỉ dùng đặc công và pháo binh quấy rối, rồi đến sáng họ sẽ rút ra. 3 giờ 30 phút, tiểu đoàn 4 trung đoàn 198 đã khai thông đường Phan Chu Trinh và chiếm được phần phía nam sân bay Hòa Bình, chốt giữ tại đó chờ bộ binh và xe tăng chi viện. Tiểu đoàn 5 trung đoàn 198 đánh khu kho Mai Hắc Đế và đoạn đường 429, tiếp tục pháo kích bằng hỏa lực DKB H-12 vào sở chỉ huy sư đoàn 23, sở chỉ huy tiểu khu, trung tâm thông tin, doanh trại thiết giáp và khống chế trận địa pháo. Trong đó, DKB là hỏa lực chủ công, kiểm soát toàn bộ các mục tiêu trong thị xã theo yêu cầu của bộ binh. Lúc 5 giờ sáng, cửa ngõ tiến quân bằng cơ giới của quân giải phóng từ hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây và Tây Nam vào Buôn Ma Thuột đã được khai thông. Sau khi pháo binh sư đoàn và pháo binh chiến dịch tiếp tục pháo kích vào thị xã, các đại đội xe tăng có bộ binh đi kèm bật đèn pha mở hết công suất, húc đổ các cây rừng đã cưa sẵn, vượt qua các tuyến phòng thủ vòng ngoài, đánh thẳng vào trung tâm thị xã. Hướng Tây Nam, trung đoàn 174 có một đại đội xe tăng yểm hộ, vượt qua các chốt Chi Lăng, Chư Di và khu kho Mai Hắc Đế. Hướng Tây Bắc, trung đoàn 148 có một đại đội xe tăng mở đường, đánh vào sở chỉ huy tiểu khu Đắk Lắk, một tiểu đoàn tấn công ấp Châu Sơn. Hướng Tây, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24, sư đoàn 10 và hai đại đội xe tăng đánh vào sở chỉ huy sư đoàn 23. Xe tăng Sa Lầy bị máy bay Việt Nam Cộng Hòa bắn phá, song vẫn tấn công vào khu quân y, khu truyền tin. Hướng Đông Bắc, trung đoàn 95B đánh vào khu vực ngã 6. Hướng Đông Nam, một tiểu đoàn thuộc trung đoàn 149 không có xe tăng đi kèm, tấn công cứ điểm Trư Blom và điểm cao 582. Tiểu đoàn còn lại đánh thốc qua cứ điểm Ba Lê và điểm cao 491, tiến thẳng vào trung tâm thị xã. Phía đông, trung đoàn 3 sư đoàn 10 có một đại đội xe tăng yểm hộ phối hợp với một tiểu đoàn của trung đoàn 149 sư 316. Tấn công đánh chiếm sân bay Hòa Bình từ hai hướng Đông Bắc và Tây Nam khép lại. Trung đoàn 2 sư đoàn 10 đánh chiếm cứ điểm Phước An. Từ hầm chỉ huy của sư đoàn 23, Đại tá Nguyễn Trọng Luật điều hai chi đội thiết giáp M113 ra giữ ngã 6, bị các xe tăng của đại đội 5 tiểu đoàn 3 trung đoàn xe tăng 273 quân giải phóng đẩy lùi. Tiểu đoàn biệt động quân đóng giữ sở chỉ huy tiểu khu Đắk Lắk chống trả quyết liệt. 17 giờ 30 sau đợt tấn công thứ 6, trung đoàn 95B chiếm được sở chỉ huy tiểu khu. Hướng Đông Bắc thị xã, tiểu đoàn 9 liên đoàn 21 biệt động quân giữ được đến trưa thì bị đẩy lùi ra ngoại vi phía đông thị xã, mất các khu pháo binh, thiết giáp và hậu cứ của trung đoàn 45. Ở hướng Tây, sư đoàn 6 không quân Việt Nam Cộng Hòa điều động 8 chiếc A-37 ném bom vào đội hình của trung đoàn 24 sư đoàn 10 quân giải phóng, gây một số thương vong nhưng không làm chậm được tốc độ tiến quân của đơn vị này. Ở hướng Tây Nam, Đại tá Vũ Thế Quang liên tục tung các lực lượng dự bị có trong tay phản kích,
nhằm chiếm lại khu kho Mai Hắc Đế, đồng thời gọi không quân đánh phá ngăn chặn. Trung đoàn 174, sư đoàn 316 để lại một tiểu đoàn bao vây khu vực này, hai tiểu đoàn còn lại đánh vòng qua khu kho tiếp cận sở chỉ huy sư đoàn 23. Ở hướng đông nam, các tiểu đoàn 7 và 8, trung đoàn 149 mặc dù bị nhiều tốp máy bay A-37 của không quân Việt Nam Cộng Hòa oanh tạc vào đội hình, gây nhiều thương vong, nhưng vẫn đẩy lùi được các lực lượng của trung đoàn 53 đánh chiếm khu cư xá sĩ quan, khu tiếp vận, sở thú y, sở ngân khố, nhà lao. Đến 15 giờ thì gặp các đơn vị của trung đoàn 95B. 14 giờ 30 phút, đại tá Trịnh Tiếu, trưởng phòng quân báo quân đoàn 2, trình tướng Phú bản báo cáo, đã phát hiện sư đoàn 316 quân giải phóng từ Lào về đang di chuyển xuống phía nam. Tướng Phú lập tức ra lệnh phá các cầu trên đường 14 để ngăn chặn đơn vị này, nhưng đã quá muộn. Toàn bộ sư đoàn 316 đã giao chiến với quân Việt Nam Cộng Hòa trong nội đô thị xã được hơn 10 giờ đồng hồ. Lúc 17 giờ, tiểu đoàn 9, trung đoàn 149 phối hợp với các đơn vị của trung đoàn 198 đặc công vây đánh nhưng không chiếm được sở chỉ huy sân bay Hòa Bình do một tiểu đoàn biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa phòng giữ. Trong thị xã, tiểu đoàn 7, trung đoàn 149 đánh chiếm khu tham mưu truyền tin và nhầm lẫn rằng đó là sở chỉ huy sư đoàn 23. Đêm mùng 10 tháng 3, chiến sự tạm lắng. Các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa còn lại trong thị xã co cụm trong các cứ điểm còn giữ được như sở chỉ huy sư đoàn 23, khu nhà ga sân bay Hòa Bình, đài phát thanh. Đại tá Vũ Thế Quang điện cho chuẩn tướng Lê Trung Tường xin tiếp ứng nhưng chỉ nhận được câu trả lời: bộ chỉ huy đang bận đối phó trên hướng Pleiku, Kon Tum. Đại tá ráng giữ vững. Cộng quân có đánh lớn thì cũng chỉ được vài ngày rồi rút như hồi Mậu Thân. Sáng 11 tháng 3, các đơn vị quân giải phóng tiếp tục tấn công trong làn mưa bom từ các máy bay A-37 của không quân Việt Nam Cộng Hòa trút xuống thị xã. Lúc 7 giờ 55 phút, một tốp A-37 trong khi ném bom ngăn chặn 10 xe tăng của quân giải phóng đã đánh hai quả bom trúng hầm chỉ huy và truyền tin của sở chỉ huy sư đoàn 23. Bộ tư lệnh quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa mất liên lạc hoàn toàn với bộ tư lệnh sư đoàn 23 kể từ giờ phút đó. Mất sở chỉ huy, đồng thời bị vây đánh từ nhiều phía, quân Việt Nam Cộng Hòa cố gắng chống cự chờ viện binh, nhưng đến 11 giờ ngày 11 tháng 3, các đơn vị của sư đoàn 316 đã hoàn toàn làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột. Còn lại liên đoàn 21 biệt động quân thiếu và những nhóm còn lại của trung đoàn 53 đang cố giữ chốt phòng ngự cuối cùng tại sân bay Hòa Bình, phi trường Phụng Dực, với hy vọng không quân sẽ đổ quân chi viện. Phản kích và chống phản kích. Ngày 12 tháng 3, khu vực hậu cứ trung đoàn 53, sư đoàn 23 và sân bay Hòa Bình Phụng Dực trở thành nơi đồn trú của hầu hết các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa, còn lại sau 2 ngày tác chiến đổ về đây. Đại tá Vũ Thế Quang và đại tá Nguyễn Trọng Luật đã bị bắt làm tù binh lúc 2 giờ sáng ngày 12 tháng 3 năm 1975. Trung tá Võ Ấn, trung đoàn trưởng trung đoàn 53 chỉ huy cánh quân này. Từ Sài Gòn, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lệnh cho tướng Phạm Văn Phú phải giữ bằng được các vị trí còn lại phía đông thị xã để làm bàn đạp và phải có ngay kế hoạch phản kích giải tỏa cho Buôn Ma Thuột. Rạng sáng ngày 12 tháng 3, kế hoạch tái chiếm Buôn Ma Thuột được Nguyễn Văn Thiệu chấp thuận, gồm các hoạt động quân sự lớn sau đây. Sử dụng liên đoàn 21 biệt động quân thiếu phối hợp với số quân còn lại của trung đoàn 53 tại trại B-50, hậu cứ sư đoàn 23, hình thành một cánh quân tại chỗ để phản kích. Điều động hai trung đoàn 44 và 45 còn lại của sư đoàn 23 dùng trực thăng vận đổ bộ xuống khu vực nông trại Phước An phía đông Buôn Ma Thuột, hình thành cánh quân phản kích chủ yếu đánh thẳng vào thị xã. Huy động tối đa các sư đoàn không quân 6 thuộc quân đoàn 2, 1 tại Đà Nẵng, 4 tại Cần Thơ, yểm trợ tối đa cho cuộc hành quân. Điều động liên đoàn 7 biệt động
từ Sài Gòn lên Pleiku, thay thế hai trung đoàn 44 và 45. Chiều ngày 12 tháng 3, sau trận oanh kích dọn bãi của 81 máy bay cường kích A-1, A-37, F-5, hai tiểu đoàn của trung đoàn 45 và một đại đội thám báo của sư đoàn 23 do Trung tá Phùng Văn Quang, trung đoàn trưởng trung đoàn 45 chỉ huy, đổ bộ xuống Phước An. Hơn 100 máy bay trực thăng các loại, kể cả loại hạng nặng CH-47, được huy động cho cuộc chuyển quân. Lúc 13 giờ 10 phút chiều 12 tháng 3, đích thân Thiếu tướng Phạm Văn Phú bay trên phi cơ hạng nhẹ U-17 lên vùng trời Buôn Ma Thuột chỉ huy cuộc phản kích. Từ trên máy bay, tướng Phú điện cho Trung tá Võ Ấn đang chỉ huy các lực lượng giữ sân bay Hòa Bình biết cuộc đổ quân xuống Phước An nông trại đã bắt đầu, động viên các đơn vị cố gắng giữ vững. Ngày 13 tháng 3, 145 chiếc trực thăng đã đổ trung đoàn 44, pháo đội 232 và tiểu đoàn còn lại của trung đoàn 45 xuống khu vực điểm cao 581, nông trại, Phước An, Chư Cúc, dọc đường 21. Chiều tối 12 tháng 3, sau khi đợt 1 của cuộc đổ quân hoàn tất, tướng Phú quay lại Pleiku gặp Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trên máy liên lạc cao tần, báo cáo tin tức mới nhất về sự xuất hiện của sư đoàn 316 quân giải phóng trên chiến trường Buôn Ma Thuột. Trong khi đang thực hiện việc chuyển quân của sư đoàn 23 từ Pleiku về Buôn Ma Thuột, sân bay Cù Hanh tiếp tục bị các đơn vị của sư đoàn 968 quân giải phóng pháo kích. Bộ Tư lệnh Quân giải phóng Mặt trận Tây Nguyên đã dự liệu được phản ứng của Việt Nam Cộng Hòa và hành động theo phương châm tranh thủ được một tiếng đồng hồ, lực lượng có thể tăng gấp đôi, tranh thủ được 24 tiếng đồng hồ, lực lượng có thể tăng gấp 10. Ngày 11 tháng 3, trong khi các trận đánh trong thị xã còn tiếp diễn, tiểu đoàn 6, trung đoàn 24, sư đoàn 10 đã tấn công cứ điểm Chư Nga và căn cứ 45 phía đông thị xã. Việc để mất căn cứ 45 và cứ điểm Chư Nga đã buộc các trung đoàn 44 và 45 Việt Nam Cộng Hòa phải thay đổi địa điểm đổ quân đến nông trại Phước An. Từ chiều 13 tháng 3, các trung đoàn 24 và 28, sư đoàn 10 quân giải phóng được tăng cường hai đại đội xe tăng và một tiểu đoàn pháo binh đã hành quân suốt đêm và áp sát quận lỵ Phước An. 7 giờ 7 phút sáng 14 tháng 3, trong khi các đơn vị của hai trung đoàn 44 và 45 Việt Nam Cộng Hòa còn chưa kịp triển khai đội hình, trung đoàn 24, sư đoàn 10 quân giải phóng, có hai tiểu đoàn của trung đoàn xe tăng 273 yểm hộ đã từ hai phía nổ súng tấn công trung đoàn 45 tại điểm cao 581. Đến 12 giờ trưa ngày 14 tháng 3, các tiểu đoàn 1 và 2 của trung đoàn 45 cùng tiểu đoàn bảo an Việt Nam Cộng Hòa tại điểm cao 581 bị đánh tan. Tiểu đoàn còn lại vừa đánh vừa lùi về khu vực nông trại. Lúc này, nhiệm vụ trước mắt của trung đoàn 44, sư đoàn 23 Việt Nam Cộng Hòa không còn là giải tỏa Buôn Ma Thuột mà là ứng viện cho trung đoàn 45 đang bị vây ép. Ngày 15 tháng 3, cánh quân còn lại của sư đoàn 23, trong đó có sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn, đổ quân xuống Phước An. Ngày 16 tháng 3, cả hai cụm quân của sư đoàn 23 tại Phước An và Nông Trại cùng lúc bị tấn công. 8 giờ 15 phút, tiểu đoàn 3, đơn vị cuối cùng của trung đoàn 45, sư đoàn 23 Việt Nam Cộng Hòa bị đánh tan. Trung tá Phùng Văn Quang và toàn bộ ban chỉ huy trung đoàn bị bắt làm tù binh cùng với chiếc máy bay trực thăng đã nổ máy định bốc họ lên. Ngày 17 tháng 3, trung đoàn 28, sư đoàn 10 và tiểu đoàn xe tăng còn lại của trung đoàn 273 quân giải phóng tăng cường tấn công Phước An. Cùng ngày, trung đoàn 66, sư đoàn 10 và trung đoàn đặc công 198 mở đợt tổng công kích vào cụm quân còn lại của trung đoàn 53 và liên đoàn 21 biệt động quân tại sân bay Hòa Bình, Phụng Dực. 11 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3, sân bay Hòa Bình thất thủ, trung đoàn 53 bị xóa sổ. Gần 20 binh sĩ của cụm quân này thoát vây chạy được về Phước An. Trong ngày 17 tháng 3, trung đoàn 44 bị tấn công liên tục tan rã tại Phước An. Đại tá Đức, tư lệnh mới của sư đoàn 23,
đưa sở chỉ huy nhẹ sư đoàn và hơn 700 quân còn lại về Chư Cúc. Tại đây, bị Trung đoàn 28 Sư đoàn 10 và một tiểu đoàn của Trung đoàn Xe tăng 273 quân giải phóng truy kích, phải bỏ Chư Cúc chạy về Pleiku. Trận phản kích của Việt Nam Cộng Hòa với ý định tái chiếm Buôn Ma Thuột thất bại. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo, cuộc rút quân trên đường số 7, một quyết định sai lầm chiến lược. Khi trận Buôn Ma Thuột và chiến sự ở Tây Nguyên đang diễn ra, thì tại quân khu 1 Việt Nam Cộng Hòa cũng phải đối phó với các hoạt động của các sư đoàn 324, 325 quân giải phóng tại Trị Thiên Huế. Nhiều đơn vị cấp tiểu đoàn của quân giải phóng đã xâm nhập xuống đồng bằng. Từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 3, một số trận đánh đã nổ ra ở Chuồi, phía Nam Huế, chi khu quân sự Mai Lĩnh, căn cứ Mỏ Tàu, Thừa Thiên, các chi khu quân sự Tiên Phước, Hậu Đức, Quảng Tín. Tại phía Nam quân khu 1, một loạt căn cứ ven sông Vệ ở Quảng Ngãi bị tiến công. Áp lực của đối phương tăng mạnh ở quân khu 1 đã khiến cho Việt Nam Cộng Hòa không dám rút các sư đoàn thuộc lực lượng tổng chủ bị chiến lược là sư đoàn Dù và sư thủy quân lục chiến để ứng cứu cho Tây Nguyên. Ngày 11 tháng 3, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã họp với các thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Cao Văn Viên và Trung tướng Đặng Văn Quang để bàn về việc tái phối trí lại lực lượng. Tại cuộc họp này, Nguyễn Văn Thiệu thông báo: "Với khả năng và lực lượng ta đang có, chắc chắn ta không thể bảo vệ được tất cả lãnh thổ muốn bảo vệ. Như vậy, chúng ta nên tái phối trí lực lượng và bảo vệ những vùng đông dân, chủ phú, vì những vùng đất đó mới thực sự quan trọng." 11 giờ trưa ngày 14 tháng 3, tại Cam Ranh diễn ra một cuộc họp mà sau này nhiều nhà bình luận quân sự cho rằng nó là một trong những nguyên nhân gây ra một thảm họa quân sự lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam. Tại cuộc họp, Thiếu tướng Phạm Văn Phú báo cáo tổng quát diễn biến chiến sự tại Tây Nguyên. Trong đó, tướng Phú thỉnh cầu xin thêm máy bay cho sư đoàn 6 không quân, bổ sung quân số bị tổn thất, tăng viện từ 1 đến 2 lữ đoàn Dù để phòng giữ Kon Tum, Pleiku, và sau đó dùng để phản kích chiếm lại các vùng đã mất. Nguyễn Văn Thiệu không chấp nhận đề nghị của tướng Phú với lý do không còn quân tăng phái, Cộng sản có thể đánh mạnh hơn năm 1972, và lệnh cho ông này rút quân về đồng bằng, tái phối trí lại lực lượng. Về hướng rút quân, Đại tướng Cao Văn Viên lưu ý về những nguy hiểm khó lường khi rút theo đường 19. Ông nhắc lại thảm họa đã xảy ra với binh đoàn cơ động số 100 của quân viễn chinh Pháp trên đường 19 năm 1954. Sau khi thảo luận nhiều lần về việc chọn đường rút quân, Nguyễn Văn Thiệu và các tướng lĩnh của ông ta đã quyết định rút theo đường số 7 vì họ tin rằng con đường đó tuy xấu nhưng gây được bất ngờ cho đối phương. Trở về Pleiku, Thiếu tướng Phạm Văn Phú không biết rằng trước đó một ngày, Trung tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh quân khu 1, cũng được lệnh rút các lực lượng của mình khỏi địa bàn quân khu. 16 giờ ngày 14 tháng 3, tướng Phú triệu tập ngay chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, chuẩn tướng Phạm Duy Tất và đại tá Lê Khắc Lý bàn việc rút quân với những yêu cầu: bảo đảm bí mật tuyệt đối, không làm văn bản, chỉ truyền khẩu lệnh, cấm tiết lộ cho địa phương quân và các tiểu khu. Phải rút nhanh gọn, đem theo vũ khí và một cơ số đạn đủ cho một trận chiến đấu. Rút theo kiểu cuốn chiếu, xa rút trước, gần rút sau. Giao chuẩn tướng Phạm Duy Tất chỉ huy hành quân, chuẩn tướng Cẩm đôn đốc kiểm tra, chuẩn tướng Sang điều máy bay vận tải chở hàng hóa quý hiếm, dọn sạch hai bên đường rút quân bằng máy bay oanh tạc. Đại tá Lý điều động công binh sửa đường, bắc cầu, giữ liên lạc với Bộ Chỉ huy Tiền phương quân khu 2 tại Nha Trang và Bộ Tổng tham mưu tại Sài Gòn để xin tiếp ứng khi cần.
thảm họa trên đường số 7. Mặc dù Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa cố gắng giữ bí mật tối đa cuộc rút quân, nhưng những hoạt động nhộn nhịp bất thường của không quân tại Pleiku trong ngày 14 tháng 3 đã gây nên những nghi ngờ trong gia đình các sĩ quan cấp dưới, binh sĩ và cả dân chúng. Sáng sớm ngày 15 tháng 3, một đoàn xe quân sự lớn của các liên đoàn 3 và 23 biệt động quân từ Kon Tum di chuyển qua Pleiku xuống phía nam, làm cho tâm lý của cán chính dân binh hoang mang. Đến trưa ngày 15 thì mọi mệnh lệnh để ổn định tình hình của chuẩn tướng Trần Văn Cẩm và đại tá Lê Khắc Lý đều trở nên vô hiệu. Một số sĩ quan, công chức, binh lính đã bỏ đơn vị và nhiệm sở để lo cho gia đình di tản. Nhiều vụ cướp bóc, tống tiền đã xảy ra. Lúc này, CIA cũng bắt đầu di tản người Mỹ khỏi Pleiku. Vì theo họ đánh giá, thị xã này đã giống như một thùng thuốc súng. 13 giờ chiều 15 tháng 3, cuộc di tản của quân đoàn 2 chính thức bắt đầu trong sự cập dập vội vã. Thiết đoàn 19 và liên đoàn 6 biệt động quân mở đường từ Pleiku đi Phú Túc. Tiếp đó là bộ phận còn lại của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, Bộ Tư lệnh Lữ đoàn 2 Kỵ binh Thiết giáp, các đơn vị bộ binh, hậu cần. Theo tính toán của tướng Phú, các đơn vị quân giải phóng tập trung vây đánh Trung đoàn 53, căn cứ B-50 ở Buôn Ma Thuột và lo đối phó với cuộc phản kích của Sư đoàn 23 tại Phước An. Đường xá lại rất xấu, cơ động khó khăn, nên phải mất 3 đến 5 ngày mới có thể điều quân đến. Còn Sư đoàn 968 nếu có đuổi theo cũng phải hành quân bộ, đánh vuốt đuôi sẽ bị Liên đoàn 25 biệt động quân cản hậu chặn đánh. Hai ngày đầu, cuộc di tản diễn ra thuận lợi. Sáng 16 tháng 3, khi đội thiết giáp đi đầu trong đoàn xe quân sự dài đến hơn 2.000 chiếc, kèm theo gần 2.000 phương tiện giao thông dân sự các loại, đã đến treo reo an toàn và bắt đầu di chuyển xuống Củng Sơn, thì toán cuối cùng của đoàn xe này mới ra khỏi thị xã Pleiku. Kế hoạch rút quân của quân đoàn 2 Việt Nam Cộng Hòa không quá bất ngờ đối với quân giải phóng. Bất ngờ duy nhất mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và tướng Phú tạo ra là cuộc rút quân biến thành di tản này được tiến hành quá nhanh. Đến chiều 15 tháng 3, khi cánh quân đi đầu của Thiết đoàn 19 đã qua treo reo, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên mới được tin Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu rút khỏi Pleiku và Kon Tum. 20 giờ tối 16 tháng 3, lệnh truy kích được ban bố. Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 quân giải phóng là đơn vị đầu tiên được điều động đã hành quân cắt rừng suốt đêm để lập một chốt chặn ở phía nam thị xã Treo Reo. Theo sát tiểu đoàn 9 là đội hình chính của Trung đoàn 64, hành quân trên 110 xe ô tô các loại. Kế hoạch chặn đánh trên đường số 7 của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên sử dụng Sư đoàn 320, Tiểu đoàn Xe tăng 2, Trung đoàn 273, Trung đoàn Pháo binh 675, Trung đoàn Cao xạ 593 và hai tiểu đoàn quân địa phương ở Phú Yên. Sáng ngày 17 tháng 3, tốp xe tăng thiết giáp đi đầu của Thiết đoàn 19 và Liên đoàn 6 biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa đã chạm súng với Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64 quân giải phóng tại đèo Tu Na, cách Treo Reo 4 km về Đông Đông Phú Bồn. Đoàn xe di tản khổng lồ ứ lại tại Treo Reo. Từ chiều tối 17 đến sáng 18 tháng 3, chuẩn tướng Tất sử dụng Liên đoàn 7 biệt động quân với sự yểm hộ của không quân, pháo binh và thiết giáp liên tục công kích nhổ chốt, vu hồi bọc chốt để mở đường nhưng đều bị đẩy lùi. Sáng 18 tháng 3, toàn bộ Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A quân giải phóng đã triển khai xong các chốt chặn tiếp theo phía hạ lưu đèo Tuy Na. Trung đoàn 48 thiếu của sư đoàn này và Trung đoàn 9, Sư đoàn 968 đã bao vây Treo Reo từ ba mặt. Trưa ngày 18, chuẩn tướng Phạm Văn Tất điều Liên đoàn 25 biệt động quân
đang làm nhiệm vụ cản hậu vượt lên trước, cùng với Lữ đoàn 2 thiết kỵ mở cuộc công kích cuối cùng để mở đường. Cũng thời điểm đó, các đơn vị pháo binh của trung đoàn 675 bắt đầu pháo kích các vị trí đóng quân tạm thời của Việt Nam Cộng Hòa trong thị xã Treo Reo và 3 trung đoàn bộ binh quân giải phóng bắt đầu tấn công. Trong sự hỗn loạn, mọi sự cố gắng ổn định lại tình hình và tổ chức kháng cự của Việt Nam Cộng Hòa đều trở nên vô vọng. 17 giờ, chuẩn tướng Phạm Duy Tất nhận được lệnh phá bỏ tất cả các chiến cụ nặng. 17 giờ 30, một chiếc HU-1A vượt qua làn đạn phòng không của đối phương hạ cánh xuống sân trường tiểu học Phú Bổn để đưa tướng Tất và đại tá Hoàng Thọ Nhu, tỉnh trưởng Pleiku, về Nha Trang. 9 giờ sáng ngày 19 tháng 3, các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa bị vây tại Treo Reo, chấm dứt kháng cự. Chỉ có thiết đoàn 19 và liên đoàn 6 biệt động quân về được đến Củng Sơn với ít thiệt hại thương vong nhất. Trên đường về Tuy Hòa, họ phải dừng lại tại sông Ba 4 ngày để chờ công binh thiết lập lại bến phà. Cuối cùng, các đơn vị này về đến Tuy Hòa ngày 25 tháng 3 năm 1975. Kết quả và ý nghĩa. Thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên của quân giải phóng làm rung chuyển đảo lộn cả thế trận của Việt Nam Cộng Hòa, khiến cho Việt Nam Cộng Hòa thực sự hoảng sợ và hỗn loạn. Chiến dịch Tây Nguyên thực sự là đòn điểm huyệt quân đội Sài Gòn trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975, mở đầu cho sự cáo chung của chế độ Sài Gòn. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, nguyên chính ủy chiến dịch Tây Nguyên, viết: "Chiến thắng Buôn Ma Thuột mãi mãi là dấu son trong trang sử vẻ vang của quân đội ta. Nó là kết quả của cả một quá trình chuẩn bị lâu dài của quân và dân Tây Nguyên. Nếu chúng ta đều biết tới hình ảnh từng đoàn dân công gồm cả người già, trẻ em của các buôn làng đã đi gùi gạo, gùi đạn, mở đường cho chiến dịch. Nếu chúng ta biết tới những đồng chí cán bộ của Đảng đã từng cà răng căng tai, sống hàng vài chục năm với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên để bám dân, bám đất, xây dựng địa bàn, xây dựng chỗ cho chúng ta đứng chân mà đánh giặc. Nếu chúng ta biết rằng trước khi chúng ta có xe pháo mà mở những trận đánh lớn như vậy, đã có hàng ngàn đồng chí đi trước mở đường, mở địa bàn, giành đi giật lại với địch từng tấc đất trong điều kiện đói cơm, rách áo, thiếu thuốc men, thiếu vũ khí, kéo dài hàng chục năm dòng, để chúng ta có những quân hùng tướng mạnh mà đánh địch với thế mạnh như trẻ tre. Nếu chúng ta biết một cách đầy đủ tất cả những gì đã diễn ra trước khi có trận Buôn Ma Thuột, có mùa xuân cao nguyên 1975, thì chúng ta càng thấy tự hào hơn về Đảng ta, nhân dân ta và quân đội ta. Chiến thắng Tây Nguyên mang ý nghĩa lớn về học thuật. Tại đây, quân giải phóng đã dùng kế nghi binh, điều quân Việt Nam Cộng Hòa lên hướng Bắc, bí mật cơ động lực lượng lớn về hướng Nam, tập trung ưu thế áp đảo ở nơi cần thiết, tạo yếu tố bất ngờ, bố trí thế trận hiểm, chia cắt chiến lược và chiến dịch địch, khiến các cụm quân bị cô lập, buộc đối phương phải chấp nhận các tình huống mà ta đã dự kiến, như tình huống quân Việt Nam Cộng Hòa chỉ có một khả năng duy nhất là đổ bộ trực thăng xuống đường 21 sau khi mất Buôn Ma Thuột, rơi vào trận địa phục kích của Sư đoàn 10 và Trung đoàn 25. Nắm thời cơ đối phương rút chạy, phía quân giải phóng đã kịp thời kiên quyết truy kích, đưa quân Việt Nam Cộng Hòa đến thất bại chưa từng có. Ngoại trừ một nguyên nhân khách quan mà quân giải phóng chưa lường đến được, đó là sự tự tan rã quá nhanh làm quân đoàn 2 quân lực Việt Nam Cộng Hòa mất mát đến 3/4 lực lượng chính quy này. Đại tướng Cao Văn Viên nhận xét, cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên là một thất bại chiến lược về phương diện quân sự. 75% lực lượng của quân đoàn 2 gồm sư đoàn 23, biệt động quân,
thiết kỵ, pháo binh, truyền tin và công binh bị hao tổn chỉ trong 10 ngày. Kế hoạch tái chiếm Buôn Ma Thuột cũng bị thất bại vì quân đoàn không còn quân. Cộng sản chiếm được Kon Tum và Pleiku không tốn một viên đạn. Cơ quan CIA tại Sài Gòn nhận xét rằng chỉ cần một sư đoàn rút về được đến ven biển với tổn thất tối thiểu cũng đã là một sự may mắn. Số tài sản quân sự gồm xe tăng M48, xe bọc thép M113, Đại Bác M107, 175 ly, Đại Bác HM3 155 ly, Đại Bác HM2 bị phá hủy hoặc rơi vào tay quân giải phóng lên đến con số hàng nghìn. Chỉ sau 8 ngày cuối chiến dịch, Việt Nam Cộng Hòa đã bị loại khỏi vòng chiến 28.514 sĩ quan và binh sĩ, trong đó có 4.502 chết hoặc bị thương, 16.822 người bị bắt làm tù binh, có 779 sĩ quan từ chuẩn úy đến chuẩn tướng. Quân giải phóng thu giữ và phá 17.183 súng các loại, trong đó có 79 khẩu pháo từ 105 ly trở lên, gồm 48 khẩu pháo 105 ly, 14 khẩu 155 và 12 khẩu M107, 175 ly, mệnh danh vua chiến trường. Phá hủy và thu giữ hơn 2.000 xe quân sự, trong đó có 207 xe tăng và xe bọc thép, bắn rơi 44 máy bay, thu và phá 110 chiếc khác của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong cuộc di tản hỗn độn, các sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đem theo cả gia đình cùng với những nhân viên dân sự chen chúc nhau trên con đường ngập cỏ, bụi cây đã rơi vào tình thế cực kỳ náo loạn. Họ thậm chí còn bị chính máy bay của Việt Nam Cộng Hòa bắn nhầm trong một cuộc hành trình đầy nước mắt. Khi các cây cầu bị phá hủy, đoàn xe dồn ứ lại, các xe quân sự vẫn lao đại qua sông rồi chìm nghỉm. Có xe quân sự thậm chí cán qua các xe khác để vượt lên. Những binh sĩ đào ngũ của Việt Nam Cộng Hòa lợi dụng cơ hội đã cướp bóc dã man nhiều gia đình sĩ quan và cả dân thường hoặc công chức chính quyền. Số binh sĩ bị chết do xe cán lên tới vài nghìn. Trong số gần 400.000 người di tản xuống đồng bằng thì chỉ có non 1/4 đến nơi, số còn lại tan rã, thất lạc, tứ tán. Cuộc thoái lui của binh lính và viên chức Việt Nam Cộng Hòa đã trở thành một cuộc tháo chạy tán loạn vô tổ chức, vô kỷ luật, thể hiện sự yếu kém và hèn nhát của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chính sự hoảng loạn này đã đẩy quá trình sụp đổ của chính quyền Sài Gòn tới gần hơn. Theo tính toán của Hoa Kỳ, sự tổn thất vượt quá mọi sự đo lường. Trong số 60.000 quân khởi hành thì chỉ có 20.000 về đến đích và hầu như không còn sức chiến đấu. Trong số 7.000 biệt động quân, chỉ còn 700 đến đích. Sau trận Buôn Ma Thuột và cuộc rút lui thảm họa trên đường số 7, quân đoàn 2 không còn hiện hữu như là một lực lượng chiến đấu tương xứng với quy mô của nó nữa. Nguyên nhân thất bại của Việt Nam Cộng Hòa xuất phát trước hết từ việc mất bình tĩnh khi đánh giá tình hình của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nếu như trước đây, ông đã quá tin vào cơ quan tình báo quân đội, khi bị gài thế về quân sự quá chặt, không kịp trở tay, thì lại mất tin tưởng hoàn toàn. Từ khi Buôn Ma Thuột thất thủ, thái độ của Nguyễn Văn Thiệu đã làm cho cơ quan tình báo quân đội mất tự tin. Bản thân ông ta cũng coi cơ quan tình báo quân đội có cũng như không, cho đến tận phút chót của cuộc chiến. Việc mất lòng tin vào cơ quan tình báo quân đội, kể cả CIA, đã dẫn đến những sai lầm chiến lược quân sự của Nguyễn Văn Thiệu. Bỏ ngoài tai những lời bàn thảo hợp lý của các tướng lĩnh, kể cả Đại tướng Cao Văn Viên, ông Thiệu đã tự mình định đoạt mọi chuyện. Khi Thiếu tướng Phạm Văn Phú đòi tăng quân để bảo vệ Tây Nguyên, ông Thiệu đã đặt ra cho tướng Phú lựa chọn hoặc là thi hành lệnh, hoặc là bị thay thế và ngồi tù để người khác thi hành lệnh.
Nguyên nhân thứ hai dẫn đến việc thất thủ ở Tây Nguyên là sự quá tin tưởng của Nguyễn Văn Thiệu vào sự chi viện trực tiếp bằng quân sự của Hoa Kỳ. Trong khi cả quân đoàn 2 của tướng Phú đang phải vật lộn sống chết trên đường số 7 và mặc dù biết rằng nội một vài ngày tới tình hình sẽ trầm trọng hết sức mau lẹ, nhưng ông vẫn hy vọng vào việc đặt với Hoa Kỳ câu hỏi yes or no, buộc họ phải dứt khoát có muốn giúp hay không. Trong khi lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Singer sau khi được tin Phước Long thất thủ và lời an ủi của Thứ trưởng William Clement đã thể hiện phần nào ý chí của Hoa Kỳ. Nguyên nhân thứ ba của việc thất thủ Tây Nguyên của Việt Nam Cộng Hòa là họ muốn một cuộc rút quân có tổ chức, có chỉ huy, có giữ bí mật nhưng yếu kém về tổ chức và thiếu linh hoạt khi xử lý các tình huống. Lực lượng đông, binh khí kỹ thuật nhiều, kéo dài đội hình trên đường độc đạo, khó tránh được ùn tắc. Đoàn quân này lại kéo theo hàng vạn thường dân, chủ yếu là gia đình các sĩ quan, binh sĩ và công chức, rất khó tránh khỏi rối loạn khi gặp tình huống bất ngờ. Hy vọng duy nhất có thể trông cậy được là tính bất ngờ thì chỉ sau 2 ngày cũng không còn. Khi bị đối phương chặn đánh quyết liệt thì sự tự tan rã không phải là điều khó hiểu. Báo cáo tường trình về cuộc rút quân khỏi Tây Nguyên của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 trình Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ghi nhận. Cuộc hành quân dự trù không có áp lực của đối phương, nhưng khi thực thi đã gặp áp lực nặng nề làm cho chỉ huy lúng túng, không sao đối phó được. Nguyên nhân cuối cùng là yếu tố tinh thần. Cuộc chiến kéo dài dai dẳng nhiều năm làm cho tinh thần binh sĩ sa sút. Sự bi quan trong các sĩ quan chỉ huy còn tăng thêm khi Ngoại trưởng Trần Văn Lắm từ Hoa Kỳ trở về thông báo khả năng Mỹ tăng thêm viện trợ gần như không còn và phái đoàn của Quốc hội Hoa Kỳ cũng không hứa hẹn gì trong cuộc đi thăm chính thức hồi tháng 2 năm 1975. Khi rút quân, phần lớn các sĩ quan và binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đem theo cả gia đình. Lúc lâm trận, không ít người đã bỏ đi tìm người nhà thay vì xông pha giao chiến và lòng trung thành của họ với gia đình lớn hơn nhiều với cấp chỉ huy đã ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu. Tây Nguyên là mái nhà và là chìa khóa của Đông Dương. Mất Tây Nguyên mà trong tay không còn lực lượng dự bị cơ động nào khả dĩ xoay chuyển tình thế. Việt Nam Cộng Hòa đã ở vào tình thế rất nguy hiểm. Những lực lượng của họ tuy còn khá đông nhưng lại chiếm giữ một cách không chắc chắn dải đất hẹp ven biển miền Trung, có nguy cơ bị tấn công chia cắt bất cứ lúc nào. Quyết định bỏ Tây Nguyên rút về cố thủ giải đồng bằng ven biển miền Trung của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong cuộc họp ngày 14 tháng 3 tại căn cứ quân sự Cam Ranh với Cao Văn Viên, Trần Thiện Khiêm và Phạm Văn Phú là một sai lầm chí tử. Mặc dù tình trạng suy yếu lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa lúc đó cũng là một nguyên nhân, kế hoạch này cùng với việc thực hiện rút quân thiếu tổ chức không những không cứu vãn được tình thế của quân đoàn 2 mà còn đẩy họ đến chỗ bị tiêu diệt và tan rã, mở đầu cho sự sụp đổ không tránh khỏi của Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo, Trận Nghi Binh Kỳ Thú. Trước khi nổ ra chiến cuộc 1975, Tây Nguyên đã bị ta ép từ hai phía. Phía Bắc do Sư đoàn 10 đang áp sát thị xã Kon Tum đến tận Võ Định, Cống Ba Lỗ. Phía Tây, Sư đoàn 320 áp sát thị xã Pleiku để hình thành thế bao vây chia cắt Tây Nguyên với quân khu 1 và 3 của địch. Trước khi tiến công Tây Nguyên, ta đã cắt cả hai tuyến đường huyết mạch nối đồng bằng với Tây Nguyên là quốc lộ 19 và 21 ở phía đông và chia cắt quốc lộ 14 ở phía nam. Địch chỉ còn có con đường tiếp tế chi viện trên không, nhưng các sân bay Kon Tum, Pleiku đã nằm trong tầm bắn của pháo binh và sân bay Hòa Bình đã nằm trong kế hoạch tiến công của bộ đội đặc công và bộ binh ta.
các khu vực có thể đổ bộ đường không đã được các đơn vị chuẩn bị sẵn phương án tác chiến. Để kìm chắc lực lượng địch ở Bắc Tây Nguyên, ta đã tiến hành các biện pháp nghi binh đánh lừa địch, làm cho cả tình báo Mỹ, Tổng thống và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Sài Gòn luôn tin chắc là mùa xuân 1975, Việt Cộng sẽ tấn công ở Bắc Tây Nguyên. Ta đã sử dụng cả sư đoàn 968 để thực hiện nhiệm vụ này. Sau khi nhận bàn giao chiến trường từ đầu tháng 2 năm 1975, một trung đoàn bố trí ở Bắc Kon Tum tiếp nhận các trận địa của sư đoàn 10 để lại, thường xuyên duy trì các hoạt động trinh sát, bắn tỉa, pháo kích, đánh địch lấn ra ngoài như các hoạt động của sư đoàn 10 vẫn làm. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chuẩn bị chiến trường như làm đường cơ động, tung các toán trinh sát vào thị xã Kon Tum, tăng thêm lực lượng phía trước, củng cố công sự, làm trận địa pháo, dùng xe vận chuyển gạo, đạn từ phía sau ra Võ Định. Trước các hoạt động của ta, địch phải điều lữ đoàn 6 từ phía sau lên Bắc Kon Tum, nống ra Bắc cao điểm 751, nhưng bị ta đánh trả quyết liệt phải lùi lại. Ở phía tây Pleiku, sở chỉ huy sư đoàn với mật danh là Bộ Tư lệnh B3 tăng các phiên liên lạc bằng vô tuyến điện và tăng thời lượng các bức điện chỉ đạo tác chiến cho sư đoàn 10 và sư đoàn 320 giả. Các máy bay của địch liên tục quần thảo ở tây Pleiku để định vị các đài vô tuyến điện và xác định vị trí sở chỉ huy của ta. Máy bay B-57 đánh bom tọa độ vào các khu vực nghi có lực lượng của ta. Có lần đã đánh trúng sở chỉ huy sư đoàn ở khu vực Đức Cơ, cùng với hệ thống thông tin vô tuyến điện của hai sư đoàn để lại nguyên như cũ, với tần suất liên lạc của mạng thông tin vô tuyến điện của sư đoàn 968 tăng lên. Địch càng tin chắc rằng mục tiêu của quân ta xuân 1975 là Bắc Tây Nguyên. Sau này, tướng Mỹ Tim Met, cố vấn của Nguyễn Văn Thiệu, phải thú nhận rằng bằng biện pháp nghi binh qua làn sóng điện, Việt Cộng đã thành công trong kế hoạch giam chân bộ phận chủ yếu của quân khu 2 ở Kon Tum và Pleiku. Trung đoàn 19 được giao tiếp nhận toàn bộ nhiệm vụ trận địa của sư đoàn 320 để lại ở tây Pleiku, cũng như trung đoàn 29. Trung đoàn 19 bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Trước hết, lực lượng công binh của sư đoàn và trung đoàn 19 phối hợp với dân quân và nhân dân các làng phía tây Pleiku sửa lại các tuyến đường cơ động cho xe pháo, mở mới những đoạn đường ở gần các mục tiêu địch trên quốc lộ 19 Tây 5A, 5B. Công binh nổ bộc phá san đường ngầm qua các suối cạn. Những con đường này, ban đêm ta vẫn dùng đưa gạo, đạn cho bộ đội và nằm trong kế hoạch tác chiến để cơ động pháo binh, cao xạ vào tiến công địch. Các trận địa phòng ngự ở tuyến phía tây Gia Lai như Chư Kra, điểm cao 631 trên đường 5A, 5B, quốc lộ 19, được lệnh sửa chữa để làm bàn đạp cho các lực lượng phía sau lên tiến công. Các tổ trinh sát tăng cường trinh sát thị xã Pleiku, trục đường 14, đoạn Pleiku-Hàm Rồng và đột nhập vào Bầu Can, đông quận Lị Thanh An và Chư Khôi, bắt tù binh địch để khai thác thông tin. Các hành động trên khiến địch càng tin rằng ta đã tăng cường bố phòng chặt chẽ ở phía tây Pleiku, chuẩn bị cho chiến dịch quân sự sắp xảy ra ở Bắc Tây Nguyên. Nhiệm vụ tác chiến của sư đoàn 968 được giao trong giai đoạn nghi binh, mở màn cho chiến dịch Tây Nguyên như sau. Trên hướng Gia Lai, phải đồng loạt tiến công địch trên trục đường 19 Tây, đường 5A, 5B, thị xã Pleiku, sân bay Cù Hanh, đẩy địch vào sai lầm cho rằng tiến công hướng chính của chủ lực ta là Bắc Tây Nguyên. Trên hướng Kon Tum, toàn bộ lực lượng đang phòng ngự trực tiếp, tiếp xúc với địch, phải nổ súng đánh địch, vừa cải thiện thế trận của ta và phối hợp với hướng Gia Lai, tạo áp lực mạnh từ phía Bắc, buộc địch phải rút hết lực lượng quân chủ lực quân khu 2, quân đoàn 2 là sư đoàn 23 và các liên đoàn biệt động quân ra khỏi Đắk Lắk.
Trong đó, tình hình hai mũi tiến công trên trục quốc lộ 14 Võ Định - Kon Tum và Ngọc Quan - Kon Tum kết hợp với đánh cắt quốc lộ 14 Nam - Kon Tum hình thành thế bao vây chia cắt thị xã Kon Tum. 14 giờ ngày 28 tháng 2 năm 1975, trận đánh nghi binh lừa địch mở màn chiến dịch Tây Nguyên 1975 bắt đầu. Các loại hỏa lực của sư đoàn 968 đồng loạt bắn phá các mục tiêu: thị xã Pleiku, sân bay Cù Hanh, căn cứ Hàm Rồng, thị xã Kon Tum. Sau đó, bộ binh thực hành tiến công địch trên cả hai hướng Kon Tum và Pleiku. Trên phía tây đường 19, hỏa lực ta, đặc biệt là pháo 85, bắn thẳng nhằm vào từng lô cốt nhà ở của địch ở đồn tầm nổ súng. Sau đó, pháo, cối, DKZ đánh phá các mục tiêu còn lại. Trên mạng thông tin của địch, tất cả các đơn vị phía trước, phía sau đều báo cáo về cấp trên bị Việt Cộng pháo kích dữ dội chưa từng có và xin máy bay, pháo binh chi viện. Thực tế, hỏa lực của sư đoàn 968 không nhiều đến mức như địch kêu, vì sư đoàn chỉ có một trung đoàn pháo, được trang bị pháo 85, 122 và 105 thu được của địch. Do ta tập trung có trọng điểm vào mục tiêu mở đầu nên mật độ pháo cối khá cao. Đặc biệt, pháo 85 bắn thẳng ở cự ly 1.000m thì không có công trình nào của địch chịu nổi. Sau đó, bộ binh xông lên đánh chiếm trận địa địch. Chỉ trong 2 giờ, ba cứ điểm ở Tây Thanh An đã bị tiêu diệt. Ta đã chọc thủng một tuyến phòng ngự của địch ở phía tây Pleiku 5 km theo quốc lộ 19. Trên hướng Bắc Kon Tum, ta nhanh chóng đánh chiếm trận địa Nam Cống Ba Lỗ trên đường 14, dãy điểm cao Ngọc Quan áp sát thị xã. Các ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 3, ta tiếp tục ép địch ở Tây Pleiku và Bắc Kon Tum, đưa công binh nối chốt ở Bầu Cạn trên đường 19 và cắt đường 14 Kon Tum Pleiku, làm cho địch càng tin chắc rằng chiến dịch tiến công của ta vào Bắc Tây Nguyên đã bắt đầu. Kết quả là sáng mùng 3 tháng 3 năm 1975, Phạm Văn Phú vội vã điều trung đoàn 45, sư đoàn 23 từ Ia Hơ Leo tức tốc về lại Tây thị xã Pleiku. Toàn bộ chủ lực quân đoàn 2 địch đã bị giữ lại Bắc Tây Nguyên. Việc nghi binh điều địch thành công đến mức khi ta nổ súng tiến công quận lỵ Thuần Mẫn ngày mùng 8 tháng 3 và đánh quận lỵ Đức Lập ngày mùng 9 tháng 3, Buôn Ma Thuột đã bị phơi ra trước mũi súng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam mà Phạm Văn Phú vẫn không đoán biết được ý đồ tác chiến của ta. Mãi đến 4 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 3, khi xe tăng của quân giải phóng tiến vào Buôn Ma Thuột, Đại tá Lê Khắc Hy, tham mưu trưởng quân khu 2, quân đoàn 2 ngụy, vào phòng ngủ đánh thức Phạm Văn Phú mới biết Buôn Ma Thuột là mục tiêu chính thì đã quá muộn rồi. Mời quý vị và các bạn đón xem tập tiếp theo Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.